Dạ vâng, em chào các bác nhé. Chào mừng các bác đã đến với kênh YouTube của Điện thoại Dũng Kiên, có địa chỉ tại cầu Giàm, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Hôm nay à, em về một nô iPhone 6s dung lượng 64 gb các bác nhé, hàng độc nhất vô nhị tại Việt Nam các bác ạ. Toàn hàng còn bảo hành của hãng các bác nhé. Hàng như này trên thị trường hầu như là không có gì riêng nhà em săn lùng được thôi các bác nhé độc nhất vô nhị tại Việt Nam luôn. iPhone 6S dung lượng 64GB còn bảo hành của hãng nhé. Bác nào có nhu cầu xin liên hệ em qua số điện thoại 0971336559 hoặc số thứ hai là 0978336559 các bác nhé để kết nối qua Zalo các bác nhé. Mọi nhu cầu về mua bán điện thoại các bác cứ liên hệ em qua hai số điện thoại đó. Còn ngoài ra bên em không chịu trách nhiệm về một số điện thoại thứ ba nào hết các bác nhé, chỉ hai số điện thoại đó. Vâng. Bác nào ưng sản phẩm nào thì đặt cọc cho em 100.000 đồng qua ba số tài khoản đều mang tên Hà Văn Kiên. Lúc đó em sẽ gửi ba số tài khoản ba ngân hàng cho các bác nhé. Ngân hàng nào dễ thì các bác chuyển khoản cho em. Để không nằm mất thời gian của các bác thì bây giờ em vào chi tiết từng con một cho các bác nhé. Vâng. Đầu tiên, đây. Pin 100% iPhone 6S. Cây này dung lượng 32GB các bác nhé. Mới sạc qua 28 lần máy đẹp keng mới cứng các bác nhé Còn bảo hành đến mùng 8 tháng 9 năm 2022 Các bác cứ trách thoải mái không còn bảo hành thì các bác cứ mang đổi trả lại em Em đèn một cấp đôi luôn ốc tít còn nguyên chưa bóc ra các bác nhé Rồi. Toàn bộ đẹp keng 6S 32GB pin 100% Bản Mỹ các bác nhé à, các bác cứ check email thoải mái đây Còn nguyên tiêm nưng em chưa bóc đây Bác nào mua cây này thì em vẫn để nguyên tiêm nưng Bác nào thích về bóc ra nhé Cây này em đang bán với giá là 2 triệu 800 ngàn đồng Riêng cây 32GB này các bác nhé à, Tiếp theo là cây 6S 64GB Màu ghi đá các bác nhé Hay còn gọi là xám nông chuột các bác nhé Cây này pin 100% mới sạc 56 lần Còn bảo hành đến mùng 10 tháng 1 năm 2022 các bác nhé rồi, tất cả đẹp keng hết Cây này em đang chào bán với giá là 3 triệu đầy đủ phụ kiện Ốp nâng sạc cường lực tai nghe và phí ship các bác nhé Đây em vào giới thiệu cho các bác đây Rồi. Cây này là bản Nhật các bác nhé Vâng Hàng quốc tế Nhật các bác ạ Tiếp theo cây màu vàng gold các bác nhé Rồi. Màu vàng gold Pin Mới sạc 46 lần còn bảo hành đến 27 tháng 2 năm 2022. Tất cả từ màng loa cho đến nỗ chân sạc các bác nhìn không có một vết bụi luôn. Những cây như này trên thị trường hầu như là không có các bác nhé. Ngoại trừ nhà em. Em dám khẳng định luôn là ngoại trừ nhà em luôn các bác nhé. Rồi các bác nhé. Hàng quốc tế các bác nhé. Cây này đây. Cũng pin 100% sạc. Lại 75 lần còn mục áo hành đến mùng 5 tháng 5 <laughs> Đúng ngày Tết luôn các bác nhé Mùng 5 tháng 5 luôn Thịt vịt ăn luôn các bác à. Cây này đang đang chào bán với giá là 3 triệu đồng các bác nhé Đầy đủ luôn Nô này là cùng giá trừ con 32 ghi các bác nhé à. à. Các bác cứ về trách không còn bảo hành hãng đèn một gấp đôi Máy sửa chữa đèn một gấp đôi các bác nhé Có cam kết bằng giấy tờ các bác nhé không phải là mua bán bằng mồm các bác nhé. À, cây này cũng 3 triệu đây, còn bảo hành đến mùng 8 tháng 1 năm 2022. Màu vàng hồng rất là đẹp các bác nhé. À, tất cả phun chức năng phun zin hết từ AnZ các bác ạ. Tiếp theo cây này còn bảo hành pin 93% đây các bác nhé, còn bảo hành đến tháng 12 năm 2021. Còn bảo hành hơn chục ngày nữa thôi. Cây này em đang bán với giá là 2 triệu 800 ngàn đồng các bác nhé Màu vàng hồng rất là đẹp luôn Rồi, Các bác đang xem chương trình bên em mà chưa đăng ký Thì hãy bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông Và bấm vào chữ tất cả các bác nhé Để em lên sản phẩm các bác ưng sản phẩm nào Thì em sẽ quay chi tiết sản phẩm đó cho các bác nhé Tiếp theo là cây màu bạc đa mệnh các bác nhé Cây này là đa mệnh các bác mệnh nào cũng dùng được các bác này Rồi, Cây này còn bảo hành đến tháng 4, 9 tháng 4 năm 2022 cũng với giá là 2 triệu 800 ngàn đồng các bác hàng quốc tế nhé Tất cả hàng em bao quốc tế chọn đời luôn Nếu biến thành nóc các bác cứ gửi trả cho em nhé Cây này còn pin 96% Còn bảo hành tháng 4 năm 2022 cũng 2 triệu 800 ngàn đồng màu bạc đa mệnh các bác nhé Rất là đẹp luôn, nong nanh luôn, không một vết xước luôn các bác này Đây em quay chi tiết này Bác nào ưng cây nào thì cứ anô em nhé còn bác nào mua sản phẩm bên em rồi Thì hãy cho em một bình luận Để cho những bác chưa mua Có động lực để mua hàng bên em nhé Hàng tốt xấu như nào các bác cứ bình luận thoải mái luôn bên em rất là vô tư luôn Cây này pin 98% sạc 100 lần các bác nhé Cây này cũng với giá là 2 triệu 800 ngàn đồng các bác nhé Đây riêng cây 99% này Em đang bán với giá là 2 triệu 900 ngàn đồng các bác Màu vàng hồng rất là đẹp luôn Ờ... À các bác cứ mang về trách mà không còn bảo hành hãng nhé em đèn một gấp đôi luôn đèn trực tiếp luôn cho các bác nhé em bán rất nhiều máy rồi các bác mua thì các bác biết nhé còn những bác nào mua rồi thì cứ bình luận thoải mái thôi chưa mua cũng bình luận thoải mái mọi nhu cầu các bác cứ alo em trực tiếp qua hai số điện thoại duy nhất là 0971336559 và 0978336559 bác nào ở gần thì có thể qua xem trực tiếp địa chỉ nhà em thì vừa em nói rồi cầu Giảm Tân Hương Ninh Giang tỉnh Hải Dương các bác nhé vâng à, em à, xin được tạm dừng video tại đây hàng rất là đẹp luôn riêng hàng nhà em thì cứ đứng số 1 Việt Nam luôn các bác nhé riêng về cái nô hàng này xin chào và hẹn gặp lại các bác vào video lần sau